khó có thể tưởng tượng được rằng ngôi nhà sập sệ gần như không che nổi nắng mưa này lại là chốn trú ngụ suốt mười mấy năm nay của bà Lê Thị Thành, thôn Trung Tiến, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ở bên cuối cuộc đời, bà vẫn cô đơn, lầm lũi hôm sớm như chiếc bóng. Năm 9 tuổi, bà Thành lên cơn đau khớp, nhưng do không có tiền chạy chữa, nên bệnh trở nặng khiến cho đôi chân co quắp. Từ đó, bà mất khả năng đi lại. Nỗi đau, sự tự ti về cơ thể khiến cho ước mơ có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm, mãi chẳng thể nào thành hiện thực. Bà bố bà ra là từ sắp xếp trên mô mầm nấu ăn đấy nhá, không có ai cả. Đang xóm thì xuống vây các cháu vốn vây mà không đi xa mà không đi chơi được họ. Thì chỉ có quay quần trong căn nhà rột nát đấy. Từ lo lắng cho mình ăn là tầm rửa đấy nhá, không ai mình biết được cả. Gia cả tật nguyền lại di chuyển khó khăn. Cuộc sống của bà chỉ trông chờ vào nguồn trợ cấp xã hội ít ỏi, ăn uống kham khổ, tằn tiện chi tiêu là cách để bà duy trì cuộc sống. Giờ đây, dù mang nhiều căn bệnh của tuổi già, nhưng bà nào dám thuốc thang chạy chữa. Anh em ruột thịt, người đã mất từ lâu, người ốm đau, nghèo khó nên cũng chẳng thể đỡ đần. Ngôi nhà nhỏ được chính quyền hỗ trợ xây dựng vào năm 2010, đến nay đã hư hỏng xuống cấp, trực chờ đổ sập. Nhà thì xuống cấp đấy, hư hỏng nhiều, thốt nhiều đấy. Ó một mình đi, ó chỉ có ó một mình thôi. Đôi lúc thì cũng phải đưa lên ấy, là sắp là ảnh hưởng. Bà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà ở thì cũng xuống cấp, đến cái mùa mưa bão thì chính quyền địa phương cũng giao trách nhiệm cho thôn xóm, các đoàn thể đến để là kiểm tra và giúp đỡ gia đình. Địa phương rất là quan tâm rồi, nhưng mà xét về mặt lâu dài thì cũng rất là khó khăn. Tuổi già bóng xế, bà Thành chẳng có mong ước gì lớn lao. Bà chỉ mong xã hội thương tình giúp trang trải cuộc sống tằn tiện hàng ngày, và nếu dư ra thì sửa sang lại mái nhà để đỡ phần dột nát, sống nốt những tháng ngày cuối đời trong sự gắng gượng. Mùa nóng thì nóng, mà mùa mưa bão thì nạt dột. Đó, tôi sợ bổ gầy cũng đi ra được khỏi. Bồn mà cô đơn nhé, mà tạc đêm hôm mà giờ mưa bay gió thổi rồi chứ. Đôi khi sờ trong cái căn nhà dột thì nó sờ hỏng đến đi ra được chạy được. Nên là phải chịu uống ấy. Được mới được cái ngôi nhà cho nó cho hồi ổ dột thế thắng đáng thế thì không có tiền thấy, không có tiền thở tháng được. Là vì rành đau ốm suốt ấy, thuốc men là vô hàng ngày, nên là không có tiền. Thương cái cuộc đời cũng éo lẽ, có một mình vất vả lắm, cho nên đôi khi là cùng ngay làng xóm này cũng có phần này, đôi khi mà người ta mưa gió thì người ta phải chạy xuống. Họ giúp là khi cái mưa gió rồi lụt lùi gió giảm thôi, chứ còn này giúp này họ cũng vất vả chứ, không có giúp luôn nhiều đâu. Trong cái lạnh của tiết giao mùa, nỗi cô đơn và sự héo hon tuổi già lại như càng bủa vây, sức chống chịu của bà ngày một thêm cạn kiệt. Giờ đây, bà chỉ còn biết trông chờ vào sự thương xót, giúp đỡ của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về bà Lê Thị Thành, thôn Trung Tiến, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, hoặc chương trình Vòng tay nhân ái, phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, số 22 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, số điện thoại 02393858317, 0974456691, tài khoản Vòng tay nhân ái http
0201-007-456, Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Hà Tĩnh, hoặc 101-226-3355, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội, SHB, chi nhánh Hà Tĩnh.